Chào các bạn đến với kênh của mình. Lời nói đầu tiên là cảm ơn các bạn đã vào xem ủng hộ cái video vẽ đại ca Godzilla và siêu đệ King Kong béo phì của mình. Chỉ trong vòng 24 giờ thôi mà clip đã được tới 3 triệu view. Cho nên hôm nay anh làm clip vẽ nữa đúng không? Mình sẽ không làm clip vẽ nữa mà làm một cái chủ đề tương tự như vậy đó. Anh đừng có nói hôm nay anh làm clip hạt đậu thần kỳ nữa nha. Này thông minh nè. Trời ơi, clip đó nó mất thời gian dữ lắm. Nó mất thời gian thiệt, nhưng mà cái clip nó đỉnh. Kênh của bọn mình có 2 clip hạt đậu thần kỳ nhưng mà clip nào cũng trên 7 triệu view hết á. Chính xác là như vậy luôn. Cho nên bọn mình lần này sẽ làm hạt đậu thần kỳ tiếp nha các bạn. Thôi bây giờ ở đây team mình sẽ chia làm 3 đội đi để mình đếm số lượng thành viên coi. Đưa anh cái đội tiếng lỗi mày được không? Thôi mày đi chỗ khác đi. Mày nhớ cái mặt mày nghe, đúng là anh em tốt. Dảo ơi, cho em chung đội với chị đi. Em nữa hả, hở bắt tôi thân mày. Vậy chị trả em 20 ngàn tiền ngày hôm qua đi. Ok, chung đội chị nhưng mà quà tiền nha. Ok. Còn hai đứa em thì sao chị Thảo? Còn Phương khéo quà đội chị, còn Dương hả? Đi ra chỗ khác đi. Đúng là chị em tốt. Chị Dương yên tâm đi, cái bên cạnh chị mà. Có cưng cũng như không hà. Chị Thảo, đợt này mình kiếm con nhỏ nhỏ mình làm đi chứ đã mất công. Mình làm con nhỏ thì điểm nó cũng nhỏ luôn. Em thích hàng bự à, càng bự càng tốt. Ê Ngọc, mày định làm con gì vậy? Tao còn không biết nữa, để anh Vinh ra chủ đề. Ừ, các bạn coi nha, thế nào anh Vinh cũng cho cái chủ đề liên quan tới phim hoạt hình nè. Anh quan tâm tới mấy chuyện đó chứ anh ngáo, tim mình có tiền sợ gì không được hay chứ. Tới thời điểm phát hạt đậu thần kỳ cho mấy em rồi nè. Sói mập, phát cho Nga Đại đi. Mọi sói ốm, phát 4 bộ hạt đậu thần kỳ cho đội của Vũ Thanh kìa. Cảm ơn sói. Đây là 3 bộ hạt đậu thần kỳ cho đội của Á Tiên. Ủa nhưng có bán hạt đậu thần kỳ hay gì mà nhiều dữ vậy trời? Trong shop Tony Toy của mình có bán những cái bộ hạt đậu thần kỳ nè. Những ai mà muốn đặt hàng mua thì lên thẳng vào thanh công cụ nhắn vào shop tonytoy.vn. Chứ các bạn đừng có lên Google nha, shop giả không à. Rồi chủ đề lại gì vậy anh Vinh? Trong clip này chủ đề mình sẽ làm những cái nhân vật trong bộ phim hoạt hình Dragon Ball. Khó lắm anh ơi, hay là mình làm phim hoạt hình khác đi. Khó hả? Nếu muốn dễ thì chỉ có Pokemon thôi à. Mấy đứa chịu không? Dạ chịu. Nhưng khác ở những clip trước ở chỗ, lần này sẽ là những con Pokemon siêu to khổng lồ. Anh Vinh biết làm khó tụi mình ghê luôn á. Thì mình sẽ chọn con Pikachu cho nó dễ thương. Để chị coi coi còn bao nhiêu miếng lót. 1, 2, 3, 4, 5. Sao miếng lót anh nhớ rồi? Bây giờ tụi mình sẽ gắp mấy cái miếng này lại, sau đó là làm con Pikachu thôi. Rồi gắp lại. Gắp lại nè. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, bây giờ tụi mình sẽ lấy băng keo dán cố định mấy cái miếng này lại luôn. Đợt trước tụi mình làm nó xúc ga làm lại tốn công lắm luôn. Lấy băng keo dán nè. Rồi dán vô. Xong. Ủa sao em thấy hồi nãy chị Dương đếm 6 miếng mà giờ 8 miếng luôn rồi? Em làm việc lâu với anh Vinh rồi mà em không biết tính ảnh hả? Thà Dương chứ không để thiếu. Thế hộp đậu lại. Rồi mở ra. Ờ, quá trời màu luôn. Chị Thảo, đợi mình tính làm con gì? Đợi mình người đông thế mạnh cho nên phải làm con bự. Mình chơi lớn vậy luôn hả chị Thảo? Nhưng mà làm con gì? Đợi mình sẽ làm cá chép rồng. Thôi gắp mấy miếng lót này lại với nhau đi. Làm đẹp thôi không đẹp đó. Ờ. Phương ơi, Phương coi cái con này mình làm bao nhiêu miếng lót mới đủ? Dạ 12 miếng anh Đại ơi. À, tại vì con này quá trời bự mà. Gáp đi Đại. Đây, em quay con đứng nó làm gì Phương? Em đang chỉnh camera nè. Mình sẽ chỉnh chế độ timelapse cho các bạn coi sướng mắt nha. Rồi. Đó, timelapse rồi, mình sẽ chỉnh chế độ 5 giây. Ok đó, bấm quay nè. Rồi xuống làm thôi. Làm thôi chị Thảo, làm đi đâu rồi đi. Đội nào cũng 3 người hết trơn á, có đội mình là 2 người hà Ngọc ơi. 2 người nhưng mà 2 người khéo tay. Wow. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đó đúng rồi, đúng rồi, cái gì? Làm không kịp hẳn chót bây giờ. Ờ, làm đi. Cái này ra đó. Rồi gắp lại đi. Ừ. 2 miếng lót cuối. Ừ. Vô nè. Xong rồi đó. Ủa Ngọc, còn mày quyết định làm con gì chưa? Tuy số lượng người mình ít nhưng mình cũng phải làm một con thiệt là hoành tráng. Tao đã chọn ra một con rồi, đó là con Mr. Mimi. Tháp màu tím để vô nè. Các bạn có biết con Mr. Mimi này trong Pokemon nó làm gì không? Là cái con giúp việc nhà cho nhân vật chính Satoshi đó. Rồi làm tiếp đi. Còn màu tím nữa nè. Tháp để vô. Màu xanh nè. Đó. Xong rồi tới màu đen. Màu làm cái viền. Gắp một hộp nè. Thằng ơi, để có vô. Hai đứa hả? À, mà làm con Mr. Mimi chà bá luôn. Cái con Mr. Mimi mà chà bá nó còn nhỏ hơn cái con cá chép rộng với con Pikachu nữa kìa. Thôi làm tiếp đi. Ừ. Để vô, đủ rồi đó. Tiếp theo là 2 viên màu đỏ. Một viên trước đi. Làm tới đâu rồi? Làm tới đây. Trời ơi, nãy giờ mình quên chỉnh tham láp cho các bạn coi nữa. Lấy ba chân ra nè. Đó, canh góc một cái. Chỉnh tham láp 5 giây á nha, tại cái này làm lâu lắm. Ừ.
Làm nè Hanh ơi. Ừ. Hạt đậu thần kỳ này sau khi các bạn làm xong, lót giấy lấy bàn ủi ủi lên là ra một bức tranh. Các bạn nhớ bấm đăng ký, like, chuông để ủng hộ team mình nha. Bây giờ team mình sẽ chia ra mỗi người làm một bộ phận. Mình sẽ làm cái mình, Tiên làm cái bên, con Dương làm cái đậu của con Pikachu. Làm thôi. Cái con rồng này tốn nhiều màu xanh lắm nè. Cứ yên tâm đi, lần này anh Vinh cho tới 4 hộp hạt đậu thần kỳ lận. Rồi làm tiếp đi chị Hảo. Ờ. Gần xong rồi đó. Hơn 2 tiếng đồng hồ đó. Cuối cùng bọn mình cũng gần xong rồi nè các bạn. Trời ơi, chứ vậy hồi nãy gần nhỏ được rồi. Gần không bự nữa, làm xong cái đầu à. Các bạn có thấy con Mr. Mimi của mình có đẹp không vậy? Các bạn muốn mua hạt đậu thần kỳ hãy lên shop tonythoi.vn của anh Vinh để mua nha. Giao hàng miễn phí luôn các bạn. Đó. Giờ bọn mình sẽ làm tiếp nha. Phải mua đỏ vô. Lẹ lẹ đi anh Ngáo ơi, Mr. Mimi bên kia làm xong rồi kìa. Đâu mình làm có phần đầu của con Pikachu nữa là xong rồi. Thôi làm lẹ đi. Cái bánh của mình xong rồi đó, còn anh Ngáo, chị Dương làm thêm cái đầu nữa là được rồi. Viên trắng với viên đen cuối cùng. Không. Thế là xong, bọn mình mất một ngày để hoàn thành xong cái bức tranh này nè các bạn. Quá trời mệt luôn rồi. Để coi hai đội kia làm xong chưa. Ừ. Chưa xong luôn. Yeah, vậy là đội mình hoàn thành sớm nhất là có được một điểm cộng. Quy tắc của anh Vinh là vậy đó các bạn, đội nào làm xong trước nhất sẽ được cộng một điểm. Lần này chị Hảo chơi lớn quá, làm nguyên một buổi chiều chưa xong cái đầu nữa. Gán đi chút xíu là xong à. Đúng rồi đó anh Đại. Em nghe câu này quen quá. Giờ mình hối hận quá các bạn ơi, biết vậy kiếm con cá chép nhỏ nhỏ làm rồi. Không sao đâu chị Thảo ơi, hôm nay mình làm không xong, ngày mai mình làm tiếp. One hour later. Giờ này còn thấy đường đâu mà làm chị Hảo. Trời mũi. Thôi, thôi vô nhà chị Hảo ơi, mũi quá trời luôn rồi. Ngồi đây hồi sốt xuất huyết luôn quá. Ờ, đem vô nhà nè. Rồi đi vô nhà đi. Đây, đi đóng nắp lại. Trời tối luôn rồi. Yeah, kêu tới nơi luôn. Nên bọn mình sẽ đem bức tranh vô nhà, ngày mai ra làm tiếp nha. Thôi đem vô đi. Rồi, đem về vô tiên. The next morning. Hôm qua chỉ còn có cái đầu nữa là hoàn thành con Pikachu, nên hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục làm nha. Lấy màu ra làm đi. Đổi ra. Đội mình đã làm xong rồi, giờ ngồi đây để chấm điểm thôi. Do cái cuộc thi lần này mấy cái con Pokemon này nó bự quá, bọn mình ủi không có được. Nữa anh Vinh sẽ ủi sao? Giờ ngồi đây chơi thôi. Ừ. Con cá chép rồng này bọn mình chỉ cần làm cái phần mình và cái phần đuôi nữa là xong. Gấp mấy cái hạt này lâu lắm cho nên bọn mình sẽ chỉnh tham lát cho bạn xem nha. Làm đi hai đứa, nói hoài biết chừng nào làm xong. Dạ. Can you hear the sound? When the revolution, when the revolution. Còn mấy hộp nữa xong rồi, gắn vô nè. Tới em. Nhắn em gắn kế bên luôn. Còn hai hộp nữa chị Hảo ơi. Gùng quá. Lần ơi. Rồi xong. Mừng quá. Quá đẹp luôn. Quay con cá chép rồng mày nè mấy đứa. Quay lại thôi.
Lần này mà không được hạng nhất ha, chị làm con luôn. Thôi khỏi, chị làm con em ha, em vừa tốn sức này vừa tốn tiền nuôi chi nữa. Hà, chị nói lần này hạng nhất chị bao mấy em đi uống trà sữa. Ờ. Tới giờ chấm điểm nha mọi người, để mình vô mình coi mấy bức tranh của lũ nhỏ này coi. Trời ơi, sao con nào con nấy đẹp dữ vậy? Anh Vinh ơi, đợi em hoàn thành đầu tiên nè. Mr. Mimi. Mr. Mimi. Đẹp. Mất bao lâu để hoàn thành đây? Bọn em đã mất 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành xong cái con này đó. Quá đẹp, quá tốt, quá đỉnh, chấm cho 8 điểm. Anh Vinh ơi, anh nói chuyện mâu thuẫn quá à. Anh khen cho đã vô, rồi anh chấm có 8 điểm hả? 8 điểm phải rồi, trong phim mua cái môi nhóc con đẹp trơn. Nhiều bố bối thần kỳ trong truyền thuyết, như là con Mewtwo nè, rồi con rùa cấp 3 Kamekusu, chuột lửa Hiroshima, con rồng Lizardon nữa. Đúng rồi, rồng lửa Lizardon nữa. Mà không chịu làm, đi làm cái con giúp việc nhà Mr. Mimi. Trời ơi, hiếu ý chí quá. Anh Vinh ơi, cái quy tắc của mình là đội nào làm xong trước nhất sẽ được cộng 1 điểm. Bộ anh quên rồi hả? Xem quên, xem quên. 8 cộng 1 là 9 điểm nha. Đó. Đội của em hoàn thành xong sớm thứ hai nè. Qua đội của em. Đây. Trời đất quỷ thần ơi. Bức tranh Pikachu. Pikachu đá banh luôn. Quá đỉnh. Anh cũng biết mà, em thích đá banh. Thiên thiên trái banh vào bức tranh của em đâu có gì là sai. Cái đó là một điểm sáng tạo cộng cho 1 điểm nữa nha. Dạ. Các bạn nhìn điên Pikachu nè. Đẹp. Xấu chỗ nào hả các fan? Cho nên là mình sẽ chấm cho 9 điểm rưỡi. Ủa, nó xấu chỗ nào mà anh trừ nửa điểm anh nói đi. Trừ nửa điểm về cái tội bố cục không đồng đều. Ở đây một cái bức tranh, con Pikachu tại sao không dời nó ở chính giữa mà lại nó nép sang có một bên vậy cưng? Tại hạ xin bái phục, bái phục. Cái điểm sai số nhỏ xíu như vậy mà anh cũng nhìn ra được nữa. 9 điểm rưỡi, cầm đi cơ. Anh đi nói qua đủ lắm các bạn ơi. Đá chép rồng. Quá đỉnh. Cái con cá chép rồng nè, bọn em phải lấy cái tay gấp từng hạt đậu tới giờ cái tay em còn gốm luôn nè. Tội nghiệp, tội nghiệp. Cái con cá chép rồng này khoảng bao nhiêu hộp vậy? Em dám chắc với anh không dưới mấy nghìn hộp. Giờ anh Vinh chấm bao nhiêu điểm đây? Các bạn nhìn vô con cá chép rồng đi, rồi bạn chấm giúp mình đi. Bao nhiêu điểm? Chứ còn riêng mình á, mình chỉ có thể dùng cái hành động là cái con số này để hình dung thôi. 10 điểm. Yeah. À, bây giờ mình sẽ tới giai đoạn là phát thưởng. Đó. Yeah, hạng nhất đâu? Dạ đây. Thầy 500 ngàn một thành viên. Đó, đó, đó. Đó, em hạng nhì. Hạng nhì thì 200 ngàn. Cảm ơn anh Vinh. Ba team lần này làm rất là tốt nha. Á tiền. Cảm ơn anh Vinh. Nè, hai tại với số hai đứa chịu khó đi. Sáng nay ngồi quán cà phê thấy một bạn học sinh nhỏ xíu xíu mới đầu lớp 3 lớp 4 cầm một cọc giấy số đi bán. Mình thấy tội nghiệp quá, mua cho em nó một ly nước với mua giúp cho hai tờ giấy số. Chiều nay anh nhờ hai đứa cưng dò đi, biết đâu trúng. Ôi lỡ không trúng ra anh. Không trúng thôi chứ sao trời. Mình nghĩ không trúng rồi đó. Chứ bây giờ mua giấy số chủ yếu là giúp người, thương người giúp thôi. Chứ giờ mua giấy số mà cứ tính trúng không à. Làm sao được. Đó, bây giờ cái video này đến đây là kết thúc thôi. Và nếu các bạn mà yêu thích team của mình thì đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm cái chuông để ủng hộ nha. Và các bạn cũng đừng quên để lại bình luận là bạn thích bức tranh của đội nào nhất. Và hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Thảo, nhớ gì không? Ba trà sữa em uống gì chưa? Nhớ, gọi sao? Ba trà sữa. Ừ đi. Rồi đi. Ai đứt nghe đặt tờ với số quả vậy đi theo chị ba trà sữa nè. Yeah. 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 Tính ra mình là người tổ chức trò chơi này luôn á. Mà không có đứa nào rủ mình uống trà sữa luôn. Cái này chị ba mà tới sớm với người ta. Ăn uống mà chị, phải lẹ chứ. Đằng này còn được miễn phí nữa. Kêu món đi mấy em ơi. Rồi, kêu món đi. Vô ngồi đây nè, biết mệt chứ vậy. Nãy giờ đạp xe đạp mệt muốn chết luôn á. Ước gì có 1 ly trà sữa uống hạnh phúc biết bao nhiêu. Quay phim với anh Vinh sướng thiệt, được hưởng tiền hoài mà còn ăn no nữa chứ. Mấy đứa ăn gì gọi đây chị lo hết. Bà chủ ơi, ở đây có bao nhiêu món ngon đem ra đây hết giùm con. Cũng bộn tiền đó, cố lên nha chị Thảo. Sao đâu, chị lo được mà. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. Đứng ngồi ngoài trời cho nó mát, chưa bưng nước lên nữa là mưa rồi bạn ơi. Thôi mình giờ vô trong đi chứ ở đây mưa tạt quá trời. Bạn ơi, để bạn trong.
lại thời tiết thất thường dữ lắm, muốn mưa lúc nào là không mưa à. Muốn làm một cái video hay á, đâu phải chuyện dễ dàng đâu các bạn. Thở ra đi, thở ra. Có trà sữa thì mới uống trước đây, còn đồ ăn cứ kêu hôm nay chị vui. Rồi, rồi. Công nhận cái gì được bao ngon hơn bình thường thiệt chứ. This building is crumbling to the ground. Don't think